mừng mà mệt quá à. Cười không nổi cũng phải gắng để cái nụ cười cho nó bằng được, gắng cười cho chơi vui. Lúc trước không có tiền góp đó con ơi, đi bé hoài à, không mấy cái góp đầy đủ. Nói chung lúc trước đi là mình cúi mặt, giờ là mình có thể ngẩng mặt lên được cô ha. Lúc trước không có hỏi mắt cúi né luôn hả? Nên nói dụ cô thiếu con cho cô đi ngã này, sợ này có đi ngã kia, sợ tới đòi nợ cô ha, sợ tới đòi nợ. Còn bây giờ cô biết là cô mấy các con các cháu đến với đây để cho cô trả nợ, thì những người nào cô thiếu nợ thì cô sẽ gom tiền lại, cô sẽ trả nợ cho những người chợ cô đã thiếu ở Bình Điền. Dạ, chợ Bình Điền đó là cô thiếu nợ tiền ốc người ta, thiếu tiền ốc người ta. Có một thằng á cũng cả năm á cũng mới tiền trả, nhưng mà thấy rất là vui vẻ năn nỉ, nói má khổ quá con ơi, để bữa nào má có tiền má trả con, bây giờ má khổ quá con ơi, cũng tội nghiệp nó, chứng hai tiếng rồi bỏ đi. Cái đó sự thật là quá khổ, không có tiền trả cho nó, nhưng mà nó rất là dễ thương. Dạ, dễ thương lắm. Xin chào các bạn đã quay trở lại với cái kênh ẩm thực của biển của mình nha. Bây giờ là mình đang ở ngay xe ốc của cô Mớm đó nè các bạn. Thì hiện tại bây giờ đồng hồ của mình đây nè các bạn. Đây, đồng hồ của mình hiện tại bây giờ là 16 giờ 15 phút nha các bạn. 16 giờ 15 phút nha. Thì bây giờ là cô cũng vẫn còn ốc nha các bạn. Đây, ở đây thì mình thấy cũng có rất là nhiều YouTuber của những kênh khác đến quay nữa nè. Và bây giờ cũng còn đang rất là đông khách đến mua ốc để ủng hộ cho cô Mớm. Con chào cô. Ơi, chào cô. Dạ. Bữa nay mình bán được nhiều ốc hơn mà bữa không cô? Có 70 kg à con gái. Có 70 kg hả? Trời ơi mừng quá trời, con lấy có tiền hết rồi. Tại vì hỏng ốc hay sao mà mình chỉ lấy được khoảng 60 kg thôi cô. Đi kiếm chỗ này chút, kiếm chỗ kia chút. Nói chung là mình cũng muốn bán nhiều nhưng mà tại vì không có ốc thôi cô ha. Không có ốc với hồi xưa không ai chứ bán thiếu mình đó con ơi. Bây giờ còn bán thiếu luôn á. Nói chung là người ta tin tưởng mình ha. Mình là uy tín rồi ha. Đây. Mọi người có thấy không? Mặc dù là ốc đã hết nhưng mà khói vẫn còn nghi ngút nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Hôm nay là mới có ốc phun lại hả cô? Mấy bữa ốc phun mắc quá cô không có bán, nhưng mà khách hàng kêu bán đi. Tại ốc phun mắc thôi. Đây mà cô gạo hai thứ chó chồng. Rồi xong rồi. Cô thì mệt miệt mài xúc ốc bán cho khách không kịp luôn. Con ăn gì con? Tiếp tục khách nữa nè. Còn chú thì lo vào nước mắm để bán cho khách. Đây, thêm hai anh hot boy đến mua ốc để ủng hộ cho cô nữa nè các bạn. Cô bán cho con một phần ốc mua với ốc gạo 50 nha cô. Rồi. Mình sẽ mua một phần ốc mua ốc gạo của cô Mớm. Đây. Ốc tiếp tục được tiếp tế để cho cô bán nha các bạn. Bây giờ là chú mới lấy ốc ra nữa. Bịch này là bịch cuối cùng rồi nha các bạn. Quá tươi ngon luôn các bạn ơi, hấp dẫn quá này. Thôi uống với châu với ngay nhậu nhà châu. Minh Tài đi mua với con, Minh Tài hết tâm luôn rồi kìa. Có hả? Anh ba mở với con ra, mở tâm đi đi. Rồi, anh tự đi. Bây giờ là đang dãy
giãn khách tí xíu thì cô tranh thủ để mà cô vào những cái bịch nước mắm để kịp bán cho khách này các bạn ơi. Nhìn cô rất là tất bật. Nhìn thủ nước mắm của cô lo thôi là đã thấy thèm rồi. Cái nào con mỗi ngày mỗi thai. Như gì là như gì là về là lát bán còn nửa hũ. Về sắp qua keo vô nước mắm làm keo mới. Nửa keo lên. Ồ, lại tiếp tục có rất là nhiều khách đến ủng hộ cho cô đó nè các bạn. Cô bán là không kịp nghỉ tay luôn á các bạn ơi. Cô, cái phần đầy đủ của con 50 đâu cô? Về hết được không? Bây giờ là 60 kèm hâm nóng lại nha con. Dạ. Về hâm nóng lại giùm cô nha. Bây giờ là mình phải tranh thủ mua ốc của cô các bạn ơi, chứ kể không thôi là hết là không còn phần để cho mình để mà tí xíu về nhà mình review cho các bạn nữa. Xe ốc của cô là nằm trên đường Lê Quyên nha các bạn. Nằm trên đường Lê Quyên thì cô hay đậu đối diện là hủ tiếu mực bún mọc số 81 đường Lê Quyên, phường 5, quận 8 nha các bạn. Mình đi đường Phạm Hùng xuống là mình sẽ gặp cái đường Lê Quyên bên tay phải liền. Tiếp tục có chị này nữa nè các bạn. Đông quá. Không biết là cái phần của mình có còn được hay không nữa đây. Dạ, cái con 60. Có 40 luôn. Dạ. Lấy con bịch ốc con đi gì. Con có 10 ngàn cho cô đưa rồi con 50. Nha anh Mỹ, 60. Tại vì những kênh khác cũng đã có quay và cũng đã có hỏi cô rất là nhiều rồi, cho nên mình sẽ không hỏi nữa nha các bạn nha, để cho cô bán. Mình chỉ review cái sự đông đúc và tấp nập khi mà cô bán ở cái xe ốc này thôi các bạn nha. Cô bán cho con một phần 50 ốc cu với ốc gạo luôn nha cô nha. Dạ. Con phải nhắc cô lại không, kẻo không thôi cô quên là mất phần của con á. Lát nữa hết rồi dạ. Đó. Mình thấy hết rồi nè, cho nên là mình phải tranh thủ. Em bé này là mua tận luôn 120.000 nè mà không biết là có đủ không. Đó, nãy giờ luôn à, tội nghiệp em đây nè. Trả tiền rồi đó, 120 trả tiền rồi đó. Con 60. Đồ một bịch ơi. Con bán cho con 10 ngàn. Đồ một bịch chất lượng luôn á. Nhà nấu mà nấu không kịp. Đúng rồi, nấu không kịp. Mình thấy là chú mới vừa đem ra một bọc ốc cuối cùng thôi. Chắc cũng tầm khoảng hơn 10 ký á. Mười mấy ký nhưng mà đổ ra tí xíu. Chưa đầy được 5 phút nữa là đã hết ốc rồi các bạn à.
cho nên nếu mà những ai mà muốn thưởng thức được cái món ốc của cô Mớm ở đây thì mình hãy tranh thủ ra nha các bạn. Giờ chắc là giữa ốc ưu tiên cho cô. Đúng rồi, giữa ốc là bây giờ là sẽ ưu tiên cho cô chú nhất nè, là khách VIP luôn á. Chào bạn, bạn cho mình hỏi là bạn có hay tới đây để ủng hộ ốc của gì không? Dạ, hôm nay lần đầu tiên mới. À, lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Vậy bạn ở quận mấy? Dạ, em ở Bình Tân. Bình Tân? Dạ. Trời ơi, đó các bạn thấy không? Công nhận là cái ốc của cô Mớm ở đây là nổi tiếng luôn, tới tận Bình Tân luôn. Bạn này là ở tận Bình Tân mà qua tới đây luôn hả? Dạ, đúng rồi chị. Cái ốc nóng hấp dẫn quá. Thấy review nhiều quá đúng không? Dạ, hấp dẫn quá. Chào hai em. Công nhận là cái sự nổi tiếng của xe ốc của cô bây giờ là đã nổi tiếng rất là xa nha các bạn. Có hai bạn trẻ đó từ ở quận Bình Tân luôn mà chạy qua tới bên đây để mua ốc của cô. Ốc cô mà mấy đi không chở nghe bạn quen nhìn thấy trẻ. Đó, ai mà mua ốc là sẽ được tặng nghe một bản ca cổ của chú. Rồi, sao dọc ba? Sao dọc ở đây nè? Hai thằng lắm. Cô ơi, cô ơi, còn ốc đầy đủ 50 của con đi cô ơi. Ở đây nè, ở đây có hai con. Rồi, thêm còn nữa. Còn nữa. 120. Mua này lại lên trên làm hết rồi. Bạn qua đây. Giờ tới con đi cô, tới con đi cô. Tới con đi cô. Sao chồng con? Rồi, đây cô lấy giùm con nha. Có giấy 200 nè. Dạ được. Dạ cảm ơn cô. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cô buôn bán lúc nào là cũng tươi cười. Nụ cười luôn nở trên môi. Đây các bạn ơi, bây giờ là mình đã rất là cố gắng hối thúc cô múc cho mình một phần ốc. Ở đây là có ốc gạo và ốc bu nè các bạn. Mình tranh thủ lắm chứ kẻ không thôi là hết. Hết là mình không còn phần nữa để mà mình review cho các bạn. Giờ mình phải cất kỹ ở đây các bạn ơi. Kẻo không thôi là một hồi là có người lấy mất một cái là xong luôn. À dạ. Xe ốc của cô rất là nhộn nhịp. Ở bên đường thì các anh ấy cũng đang nhìn về xe ốc của cô mà cười tươi. Cười tươi và chúc mừng cho xe ốc của cô quá đắt luôn nè. Có cô chính nè. Mọi người ơi, hồi nãy là mình có mua một phần ốc của cô Mớm á. Thì bây giờ mình sẽ review, mình ăn thử cho mọi người xem nha. Để mình sẽ nêu lên cái cảm nhận là cái ốc của cô Mớm này là cái vị ốc của cô Mớm này nó ngon hay nó dở như thế nào nha mọi người nha. Đây đây là bịch nước mắm nè. Đây là bịch nước mắm ớt xả của chỗ ốc của cô Mớm làm mọi người. Còn đây nè, đây là một phần ốc bu. Đây mọi người thấy không, đây là một phần ốc bu và ốc gạo nha mọi người. Bây giờ mình đổ nước mắm nha mọi người.
nghề. Mọi người có thấy được cái chén nước mắm ớt xả ngay căn chủ quán ốc của cô Mớm không? Nhìn rất là ngon, rất hấp dẫn cho mọi người nha. Rồi bây giờ mình thưởng thức đây. Mình sẽ ăn thử cái này là ốc lát nè mọi người. Đây. Rất là ngon mọi người à. Ốc rất là tươi. Ốc thì rất là tươi. Ăn rất là giòn, thơm và rất là béo của ốc đó mọi người nha. Còn nhiều phần nước mắm á thì thôi, không thể nào tả nổi. Nước mắm này á vị nó rất là đậm đà, chua, ngọt, mặn, nói chung là vừa phải lắm. Tại vì mình biết ốc á thì hầu như là ốc nào cũng như ốc nào thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là nước mắm. Khi mà mình làm nước mắm ngon á thì từ cảm giác mình ăn ốc mình cũng sẽ thấy là cái ốc nó cũng ngon mọi người à. Đây là con thứ hai nữa nè. Đây mọi người thấy không, ốc rất là tươi. Ngon quá. Còn đây là ốc đắng. Nói chung á, từ trước tới giờ mình cũng ít có khi nào mà ăn ốc buổi tối lắm. Nhưng mà tại vì hồi lúc nãy mình đi review ở quán ốc của cô Mớm cũng hơi trễ, tầm khoảng 5 giờ mấy. Cho nên bây giờ là mình tranh thủ mình ăn sớm ốc luôn rồi mà để mình review cho mọi người á. Nhưng mình không dám ăn ốc tối quá. Tối quá mình sợ cái bụng của mình không tốt. Còn đây là ốc gạo mọi người nha. Ốc gạo này cũng rất là bự. Để mình tìm một con ốc gạo nữa cho mọi người. Đây. Mọi người thấy không? Ốc gạo ở quán của cô Mớm bán á, nó rất là to. Đây, con ốc bự là bằng một cái đầu ngón tay cái của mình luôn mọi người nha. Và mình thấy có rất là nhiều kênh khác nói là tại sao ốc của cô Mớm bán á, không có ốc gì hết, toàn là vỏ không à. Thì bây giờ là vô tình mình thấy được một con ốc nè. Đây. Con ốc này nè. Mọi người thấy con ốc này không? Đó. Cái thịt ốc của nó nằm sâu tuốt ở bên trong luôn. Cho nên thành ra khi mà mình thấy á, là mình sẽ tưởng là nó không có, nhưng mà thực sự là nó có nè mọi người. Đây, khi mà mình lãi ra nè. Đó, thấy không? Vẫn có ốc đàng hoàng mọi người nha. Đây, vẫn có ốc chứ không phải là không có như gọi là những khách hàng khác nói. Cay quá mọi người ơi, nhưng mà cay. Nước mắm ngon thiệt mà cay quá. Nếu như mà những ai mà ăn cay dở á thì không thể nào mà ăn được cái loại nước mắm này của cô. Thì nước mắm này của cô cay quá. Cay mà ngon. Bởi vì mình thấy cái xe ốc của cô Mớm bán rất là đắt. Đắt là vì nhờ nụ cười của cô và cái loại nước mắm của cô bán. Loại nước mắm của cô bán nó rất là đậm đà, không có giống như là nước mắm ở những cái chỗ bán ốc khác bán bạn à. Ngon quá. Ngon mà cay quá. À, sorry mọi người nha. Mình lo ăn mà mình quên để cái chén nước mắm nó cứ xa màn hình hoài à. Nó rất là cay. Mà ngon thiệt.
Nãy là mình mua một cái bọc ốc này của cô Mớm là 50.000, vừa có ốc lát và ốc gạo luôn. Mình có nghe được là nhiều khách hàng nói, của những cái kênh khác nói là tại sao cái ốc của cô bán mắc quá vậy, một chỉ là một bịch nhỏ màu trắng thôi mà sao bán tới 50.000, 60.000. Các bạn ơi, mình thấy ốc của cô bán rất là sạch, rất là tươi và rất là ngon nữa. Cho nên nếu như mà với cái giá 50.000 này thì mình thấy là cái công của cô bỏ ra rất là nhiều. Cái công của cô bỏ ra nhiều hơn là với cái ốc này. Mà mình thấy nếu mà cô bán như vậy á, cũng còn rẻ hơn ở những cái quán sao con ốc này đúng không? Mình thấy là với cái giá mà cô bán như vậy á, nó vẫn còn rẻ hơn là những ở cái quán ốc vỉa hè mọi người. Khi mà mình cũng hay đi ăn ở những cái quán ốc vỉa hè thì mình kêu một phần là 5, một phần ốc là 30.000, một phần ốc vỉa hè là 30.000, nhưng mà mình đếm lên nó chỉ được tầm khoảng 20 mấy con thôi, 20 đến 22 con trên một dĩa thôi mà đã 30.000 rồi. Còn cái này của cô á, là mình thấy nó rất là nhiều lắm luôn á. Mình cầm cái bọc này mình có thể đoán được khoảng gần nửa ký á các bạn, chứ không phải là ít đâu. Mà cô bán chỉ có 50.000 thôi là mình thấy nó rất là rẻ, vô cùng rẻ. Cay quá. Quá ngon. Có cay quá cho nên mình bị sặc các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình chỉ review cái cuộc hành trình ăn ốc ở đây thôi nha các bạn. Để mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem là xe ốc của cô Mớm như thế nào nha. Chứ mình mà ngồi review đây chắc tới sáng cũng chưa hết nữa các bạn. Tại ốc nhiều quá, mình ăn không hết. Ốc nhiều quá nhiều. Nếu mà các bạn nào mà muốn thưởng thức được cái loại nước mắm ngon và ốc tươi ở xa ốc của cô Mớm thì hãy thử một lần đến mua để ăn và thưởng thức cái vị ốc này có ngon đúng như là mình nói không nha các bạn nha. Là cho tôi đi nhậu thôi. Đi nhậu hả? Bây giờ là xe ốc của cô tăng cường thêm một người nữa để ra phụ cô mà vẫn không kịp nè các bạn ơi. Rồi hết. Hên quá bởi vậy không? Wow, dữ quá. Ủa cô, vậy là hôm nay mấy giờ cô ra bán cho cô? 3 giờ ra bán mà bây giờ chỉ mới là 4:30 thôi. 5 giờ rưỡi. 5:30. Xem như là 2:30. Trong vòng 2:30 là cô bán hết 70 ký ốc nha các bạn. Ốc bu dọc gạo luôn. Đây còn một phần cuối cùng, Cho chú đó về chú nhậu à, nãy không có về đi nhậu à.
Đây cuối cùng luôn. Cô tặng phẩm cho chú Bảy. Chúc các con được vui vẻ hạnh phúc. Dạ. Chúc khách hàng được vui vẻ. Trời ơi cô mừng quá, nhờ khách hàng đến cô mừng quá trời luôn. Chúc các bạn được vui cháu người bình tĩnh cho cô. Được rồi. Không mấy chịu đâu. Dạ không. Chú cô à. Dạ không. Chú cô tôi đẹp trai nhất trơn. Cả đệ tử. Chú Nguyễn là cô là bộ đệ tử của con. Ở đâu chú? Bên xã Bình Hưng, bên đần ca đại tử của khu dân, nhà bên chủ bên quốc lộ 50 đều vô quận 5, vô nó hỏi câu lạc bộ khu dân đâu người ta sẽ chỉ. Tôi sẽ mỗi buổi chủ nhật sinh hoạt một tháng 4 ngày, dạ. Chủ nhật, chú Mỹ đi trực bên công an xã Bình Hưng rồi chủ nhật rồi sinh hoạt đó. Dạ, dạ. Thì, vô đó là vô luôn, đần ca đại tử cho mấy con cũng mời làm. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Bây giờ chú có thể hát một câu giọng cổ nào đó tặng cho con không? Bài buổi gì? Chiều rồi. Bài gì? Dạ bài gì cũng được, tại tụi con cũng không có rành nữa. Chỉ thích nghe cái lương thôi chứ cũng không có rành bài gì. Điệu gì hay cổ nhạc? Dạ... Điệu hay chú gì? Thích hát cái gì cái gì bài gì con xưa nhất là xưa. Thứ nhất là Sự Thích Con Muỗi, nhưng bài nó dài lắm. Ôi, Sự Thích Con Muỗi. Là cắn hai giọt ba giọt máu mấy cái bài nó xưa lắm. Tôi hát gì đáng ngày xưa quay giới thiệu. Nhưng mà giờ chú hát một câu giọng cổ tình trạng mùa chôm chôm được không? Dạ được, 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 được. Tôi đứng cạnh bên em dưới góc chôm chôm cuối mùa chân đằng. Nhìn tóc em bay gió dần đôi má thắm tình đầu tiên gửi lại bên Long Hồ. Ôi, quá hay quá, quá hay quá. Trả lời tôi bằng hai tiếng đợi chờ. Hãy chờ tôi cây người má. Đến tận nhà nàng dưới lễ chất câu hôn. Tình ai đó đưa làng nước mặt theo huy điều men mê trái về tôi. Nhìn em sao tuyến hồn tôi thương bàn tay nhỏ thương đùi má hồng. Bên chỗ xe này rất ủng hộ cho giọng hát của chú. Mấy anh này thấy mình quay chạy đi mất tiêu luôn rồi, núp rồi. Ôi lâu lâu được lên tivi mà chạy gì không biết nè. Cô trốn là cái đi. Cô đã trốn giờ cô biết được cái đường gì nữa. Cô thấy tao không sao được chuyện lên mạng thì thấy tao lặng đâu cô. Sao? Con tiếng trên YouTube xong rồi thấy sao? Khách nữa người ta đi cô rất là vui. Cô khách hàng đến cô rất là vui. Cô giúp khách hàng được vui vẻ vui tươi. Nhờ khách hàng mà cô được trả nợ. Cô rất là mừng cho mừng khách hàng đến đây với cô. Rất là mừng. Chẳng nghe gì như vậy lúc nào cũng có mệt quá cô cũng phải năn nỉ khách ơi khách chờ giùm cô giúp đi. Đừng bỏ cô mà đi tội nghiệp cô. Khách hàng không có bỏ cô đâu, nếu như mà mình bán uy tín chất lượng ngon thì khách hàng lúc nào là cũng đến với mình, không bao giờ bỏ cô. Nhất là thấy được cái nụ cười tươi của cô và hai cái đồng tiền của cô là thấy sảng khoái rồi, không bao giờ bỏ cô được cô ha. Cảm ơn khách hàng nha, chúc khách hàng được vui vẻ. Lúc nay chúc anh chị được mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, chúc các cháu được hạnh phúc. Tươi cười mãi trẻ không già. Giúp sau này các cháu mà có vợ có chồng mà đẻ con nha, cười giống như con nè. Đó, có cái nụ cười duyên dáng. Nụ cười dễ thương không? Cái thông tin đang qua. Nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tỏa nắng. Cười đại đó. Rồi đi Mỹ ơi. Rồi bây giờ tôi đưa bài khá nè, để bài về. Rồi bây giờ là cô chú bán hết rồi thì bây giờ là cô chú dọn về nhà. Con chúc cô chú một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều may mắn thôi nha. Rồi mình xin tạm dừng cái clip ở đây. Dạ. Ôi chú nói tiếng Anh như gió luôn. Mà tiếng nào khó là mình nói tiếng Việt không chú? Biết luôn tiếng Pháp luôn à, merci beaucoup, merci beaucoup. Con trai đàn tiếng Campuchia đó. Dữ. Vậy là chú biết được mấy thứ tiếng rồi đó.
À, xin chào mọi người nha, mình là xin kết thúc clip mình ở đây. Cô hôm nay bán đã hết rồi, bữa khác mình sẽ qua mình review với các bạn. Mừng mà mệt quá à. Cười không nổi, cũng phải gắn để cái nụ cười cho nó bằng được, gắn cười cho vui. Còn bao nhiêu đó là làm được hết hả? Làm được hết chưa? Cô nghe không rõ. Có nghĩa là bạn này nói là cô mấy ngày mà cô bán như vậy á là cô đã trả được hết nợ chưa, và mình chưa thiếu còn được nhiều không? Chưa. Còn nhiều, mới đây mới 3 ngày à. Mới 3 ngày đó thôi, chưa đâu, chưa được, từ. Còn mấy lúc trước là cô né chỗ này, cô né chỗ nọ. Nói chung là bây giờ là mình được cái ưu đãi của những cái chỗ những mà bán mối cho mình ha. Là họ biết mình uy tín cho nên là họ sẽ bán được những cái gọi là bán dặn mối đó cho mình. Mình không cần phải đưa tiền trước. Dạ. Rồi thế nào mình có tiền mình trả lại. Rất là vui. Lúc trước là không có tiền gấp đó con ơi. Đi né hoài à. Mẹ. Không mấy giờ gấp đầy đủ. Nói chung lúc trước đi là mình cúi mặt, giờ là mình có thể ngẩng mặt lên được không cô ha. Lúc trước không có cúi. Né luôn hả? Nè nói dụ à, cô thiếu con cho cô đi ngã này. Sợ. Này có đi ngã kia. Sợ tới đòi nợ cô ha. Sợ tới đòi nợ. Còn bây giờ cô biết là cô mấy các con các cháu đến đây để cho cô trả nợ, thì những người nào cô thiếu nợ thì cô sẽ gom tiền lại, cô sẽ trả nợ cho những người chợ cô đã thiếu ở Bình Điền. Dạ, chợ Bình Điền đó là cô thiếu nợ tiền ốc người ta. Thiếu tiền ốc người ta. Có một thằng á cũng cả năm á cũng có tiền trả, nhưng mà thấy rất là vui vẻ năn nỉ, nói má khổ quá con ơi, để bữa nào má có tiền má trả con, bây giờ má khổ quá con ơi, cũng tội nghiệp nó tiếng hai tiếng rồi bỏ đi. Cái nó sự thật là quá khổ, không có tiền trả cho nó, nhưng mà nó rất là dễ thương. Dạ. Nhiều người dễ thương lắm. Dạ. Rất là dễ thương, nhưng mà sự thật là cô cũng muốn trả lắm, nhưng mà kiểu rất là mình không có khả năng cô ha, mình không có khả năng.